Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Dạ, nay em test con Pioneer D50 cho bác khách ở Củ Chi ha. Dạ. Con này thì em cũng đã giới thiệu ngày hôm qua rồi ha. Nó giải mã 24 bit đọc CD ha. Vừa chơi CD vừa giải mã. Con này mắt đọc tốt nha các bác. Dạ. Và trước khi test cái phần CD thì em sẽ hướng dẫn cái phần giải mã ha. Giải mã thì bác nhấn cái nút input ở đây, selector ở đây ha, để chọn cái cổng vào. Ở đây mình sẽ có cổng analog nè, cổng quang nè, cổng đồng trục ha. Em sẽ cổng quang thì em test rồi, hôm nay em test cổng đồng trục cho bác thôi. Dạ. Cổng đồng trục ha. Đây, cổng đồng trục, cổng coaxial ha. Sau khi chọn cổng đồng trục thì mình bấm chữ monitor ở đây. Đó. Thì nó sẽ chuyển qua chế độ là DA ha. Rồi. Đó là phần giải mã nha, không cần bấm nút record, nút reset gì hết. Bấm nút monitor này là nó giải mã rồi. Dạ. Rồi trong quá trình giải mã ha, các bác muốn tăng âm lượng thì ở đây mình có cái nút menu nè ha. Mình nhấn một cái nút menu này ha. Đó. Nhấn menu này rồi một lần nha. Và các bác nhấn menu này xong rồi nhấn cái nút digital red level này vào cho em. Xin lỗi nha. Nhấn cái chức nút menu và xoay ở đây chứ. Dạ. Xoay trên cái nút này nè, xoay trên nút này. Đó, thì nó sẽ có analog level ha, cái này là mặc định nha. Và digital volume. Đó, digital volume là chỉnh lớn nhỏ ha. Ha. Em thao tác lại nha. Bấm menu nè ha, bấm cái nút menu ở đây. Nút menu ở đây ha. Nút menu. Rồi xoay cái nút ở trên này tới cái phần digital volume ha. Rồi digital volume, rồi bắt đầu bây giờ mình ấn enter vào cái đó để mình chỉnh ha, chỉnh lớn nhỏ. Con này nó cho chỉnh maximum là 20 nha các bác. Dạ. Thì mình chỉ chỉnh nhỏ thôi, khoảng 10 thôi ha. Chỉnh 10 thôi chứ không phải mình lớn quá nó vỡ tiếng là không hay. Đó, em sẽ để volume ở mức 10 nha. Đó. Và mình ấn thêm một lần nữa để ghi nhớ. Rồi, thì nó sẽ nhớ là cái volume digital khi giải mã là 10 ha. Và mỗi lần tắt máy thì mình phải làm lại nha các bác. Em không em tắt máy là phải làm lại nha. Nói chung là tùy mức nút tùy chỉnh nha các bác. Ừ. Rồi đó là giải mã nha. Và bây giờ em sẽ phát ở trên kia để cho mình giải mã ha. Phát trên Smart TV. Smart TV thì cũng nên nhớ là setup lại giùm em ha. Setup lại TV để đưa về xuất âm cổng quang và các định dạng PCM. Nếu mà bác mà chưa có biết thì tìm lại giùm em ha. Hướng dẫn setup TV ha khi làm giải mã. Rồi, em sẽ phát. Thấy tiếng nó vọt lên dữ không? À, tiếng nó vọt lên rất là dữ ha. Cho nên mình giảm lại đi. Nó bị bể tiếng dữ lắm. Để xuống 5 thôi. 5 cũng còn nhiều lắm, over. Để 4 thôi. Dạ. Yeah. Thực ra cân bằng của nó là 0 ha, nhưng mình nếu mà mình muốn tăng thì mình tăng thôi. Dạ. Yeah. Mà tăng vừa thôi không là nó vỡ tiếng, nó lên tới chữ over trên này là nó vỡ tiếng nha. Không có hay. Vỡ tiếng á. Rồi để 2 nha. Nhấn lại một lần nữa cho nó nhớ nha. Đây. Một sớm nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lừa thưa trên dưới sườn. Người bên em trong góc giao đường, tiếng kinh cầu dệt mong yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần.
đó là phần giải mã nha. Dạ, bây giờ em sẽ test phần đọc đĩa ha. Tắt cái phần giải mã đi, mình bấm chữ monitor ha. Rồi em sẽ cho đĩa vào ha. Em đang thử đĩa phono là cái đĩa khó đọc nhất nha. Dạ. Rồi trong khi chờ nó đọc á, thì mình sẽ quay ra đằng sau một chút để coi cái kết nối ha. Cái đường ở ngoài này là đường analog in ha. Dạ. Đường analog in thì thông thường nó chỉ tăng cường tín hiệu một chút, nó không hay đâu bác. Giải mã thì là phải từ digital qua analog, tức là phải lấy đường vào digital thì nó hay hơn nhiều nha. Dạ, đường analog nó không hay lắm. Đây là đường out xuống âm ly ha. Đường này là out xuống âm ly nè, có chữ out nè ha. Out xuống âm ly. Đường này là xuống âm ly ha. Rồi. Đường in nè. Đường in nó gồm có một cổng quang ha. Cổng quang và một cổng đồng trục ha. Em test cổng đồng trục cho bác, cổng quang em test rồi, ok rồi. Và nên nhớ là khi mà cắm cổng quang á, thì nó có cái chiều nha bác, chiều lớn chiều nhỏ, và cắm vào nghe cái tiếng cái cụp một phát à, tức là nó phải vào hết sâu ha thì nó mới ăn tín hiệu nha bác. Bên này là đường quang và đường đồng trục ra ha. Đường này mình ít khi xài, không xài tới, chủ yếu là xài hai đường này ha. Và giải mã, dùng để giải mã ha. Và đây là cái con mà hôm qua em đã giới thiệu ha. Dạ, sản xuất năm 2007 ha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ phát CD nha các bác. Dạ, phát CD nè. Bài nha. Dạ. Đọc tốt ha, trả lại ha. Trả lại. Không gặp tưởng tình đã cũ, nay bay bao la tưởng tình đã quên, như mưa bay đi một trời thương nhớ. Em ơi bên kia có còn mặt nắm cách biệt một lần bỡ ngỡ, quên đi mộng buồn bấy lâu. Nhưng em yêu ơi một vùng ký ức vẫn còn trong ta cả một trời. Cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã, ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ. Tình vẫn phân ly, tình vẫn đành nhủ lòng thôi ra từ kỷ niệm, cho qua bao năm mộng buồn yêu dấu. Nhưng qua bao năm ngày dài quá mãi, trong anh hôm nay thấy tình mười năm cách biệt tình đánh quên lãng.
như mây như mưa bay đi muôn phương. Nhưng em yêu anh một trong thư cũ, mãi còn trong ta một đời cuồng điên. Xin dừng clip test con D50 cho bác khách của gì ở đây ạ. Dạ em còn rất là nhiều đầu giải mã khác ha. Các bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin liên lạc trực tiếp theo số điện thoại ở bên dưới giúp em. Em chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi kênh MD Sài Gòn. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.